5 lưu ý để bánh chuối phồng, giòn xốp, giòn lâu vài tiếng. Lưu ý 1. Đánh bột đúng tỷ lệ. Mùa này, gạo hút nước hơi kém hơn trước một chút, nên tỷ lệ nước sẽ đánh giảm đi. 200g bột chín chuối cô 8 đánh với 320g nước. Không đặc quá cũng không loãng quá. Các bác có thể thử bằng cách khi mình chiên bánh chuối vào 2 lần bột rồi mà vẫn bị vỡ thì chứng tỏ là cái bột mình đánh đang bị loãng. Chúng ta sẽ thêm một ít bột vào đánh đặc lên một chút là ok. Còn nếu mà vào 2 lần bột rồi mà mình ăn cái bánh chuối nó bị cứng thì chứng tỏ là mình đánh hơi bị đặc quá, thì mình thêm một chút nước vào để loãng ra là ok nhá. Khi quen sẽ tự căn chỉnh được mà không cần phải cân luôn. Lưu ý 2, chọn chuối rất quan trọng, chuối chín vừa phải. Chuối chín có mùi thơm, không được chín quá. Chín quá chuối sẽ tiết ra nhiều mật làm vỡ bánh. Còn chuối không chín ương ương cũng không được dùng, khi chiên sẽ bị nhạt, chua không ngon, bánh cũng không nở được. Lưu ý 3, nhớ cắt đôi quả chuối, ép mỏng dàn đều. Dùng khuôn ép có nửa mặt kính sẽ quan sát được quả chuối dễ dàng hơn. Sau đó nhớ úp hai nửa quả chuối vào nhau, khi chiên bánh sẽ phồng căng đều hai bên. Lưu ý 4, chiên lần 1, xe mặt tầm 2 phút là phải vớt ra nhúng bột chiên lần 2, đến khi giòn là ok. Nếu chiên lần 1 kỹ quá mới nhúng bột chiên thì hỏng, không phồng được đâu nha. Lưu ý 5, nhiệt độ phải vừa phải, không thấp quá cũng không cao quá. Thấp quá sẽ bị ngấm dầu, cao quá cũng không nở bánh được. Bởi vậy chiên chuối là một nghệ thuật mà người chiên chuối cũng là nghệ nhân.